Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu cho các bạn ba cái bộ chuyển đổi sang vô lăng từ xe ba bánh tay lái ghi đông chuyển sang lái vô lăng. Tại sao lại nói là ba bộ? Bởi vì ở đây có hai bộ bên tay trái các bạn là cái bộ này và bộ này là sử dụng cái lái chính giữa. Đấy, các bạn lái vô lăng chính vào giữa xe thì các bạn sử dụng cái bánh răng vành móng ngựa và một cái trụ răng. Nhưng mà nó vẫn có phân biệt hai loại cho nên là mình sẽ chi tiết hơn. Và một loại thứ ba là sử dụng thước lái. Đấy. Thước lái này thì sử dụng dành cho các bạn muốn lái lệch, tức là các bạn xe rộng nhưng mà các bạn lại ngồi lái lệch một bên. Đấy thì các bạn sử dụng cái loại thước lái như thế này. Hoặc là không lái lệch mà ngồi tụt về đằng sau so với bộ ghi đông thì các bạn cũng sử dụng cái thước lái này một chút. Đấy, như vậy cơ bản là như thế để các bạn sẽ hình dung ra được cái sự khác biệt của ba bộ là như thế. Phân loại ra làm hai loại như vậy. Thì trước tiên là đi vào cái bộ đầu tiên. Cái bộ đầu tiên này sử dụng cái vành răng móng ngựa này. Thì tất cả các cái bộ này thường là có đánh lái là 2,5 vòng. Cái lỗ này là lỗ côn. Lỗ côn 28-26. Thì các bạn khi các bạn đo những cái trụ lái cũ của các bạn ấy, khi các bạn tháo ghi đông ra, tháo cái bát gắn ra, nếu như của nó là bốt côn 28-26 thì cái này là lắp vừa luôn. Cái bộ này ấy, thì nó hay sử dụng cho những cái càng xe gạch mà nó sử dụng cái vai giảm sóc là vai đơn. Những cái bạn nào chở vật liệu mà sử dụng cái càng xe gạch ấy, thì cái loại này là dùng vừa luôn này. Đấy, lô côn. Cái này thì sẽ được gắn thẳng lên cái trụ xoay của cái ghi đông ấy. Sau đó là bắt chết lại. Còn cái phần trụ răng này sẽ là gắn chặt vào khung. Thì khi đó thì sẽ ăn khớp với cái bộ này qua bộ bánh răng như này. Đấy. Khi các bạn đánh lái ấy, thì nó sẽ làm cho cái này xoay xoay đi và nó sẽ xoay bánh xe. Đây chính là cái bánh trụ răng đây. Đấy, nó khớp răng như thế này. Đấy là bộ đầu tiên. Tiếp theo là giới thiệu những cái bộ thứ hai. Bộ thứ hai thì nó cũng nguyên lý hoạt động giống bộ đầu, tuy nhiên là nó có thêm một cái bộ mặt bích chuyển đổi này. Cái mặt bích chuyển đổi này thì nó sẽ sử dụng cho những cái bộ càng vai kép như thế này. Vai kép mà có cái bộ kẹp ghi đông này. Đây. Thì đối với những cái bộ vai kép này thì cái phần trụ này là nó ngắn hết cỡ rồi, không thể nào lắp được như kiểu lúc nãy mình bảo nữa. Đấy, thì người ta sẽ đặt cái này lên đây. Đấy, vừa luôn nhá, vừa luôn bốn cái con ốc này, cũng bắt ốc vào đây như thế này. Cái này họ làm họ tính toán hết rồi. Mình về mình chỉ lắp đặt thôi. Rất là dễ. Đấy. Sau khi mà vặn ốc vào như thế này thì các bạn sẽ gá đặt được cái răng vành móng ngựa lên đây. Cái này cũng có cái lỗ côn là 28-26. Đấy. Thì các bạn nó sẽ vừa luôn cái trụ này này. Đấy. Thì các bạn siết cái này vào đây. Sau khi siết xong rồi ấy, thì cái răng vành móng ngựa này các bạn cũng bắt vào phía bên trong như thế này. Đây, ví dụ như này đi. Đấy. Là không nói đi, ở Hải làm video cứ nói vào đây. Cái này cũng bắt trụ xoay giống như cái kia. Đấy thì cũng xoay bánh răng như này và cũng xoay 2,5 vòng. Đấy. Tiếp theo đến là cái bộ lái này.
Bộ lái này là dùng thước lái các bạn nhé. Thì nó cũng có một cái thanh đòn như này để cho các bạn bắt vào cái trụ côn. Thì cái này nó cũng côn 28-26, nó tiêu chuẩn. Thì các bạn có thể dùng một cái bộ này nắp vào bộ đầu xe gạch hoặc là bộ đầu tay lái ghi đông thì đều sử dụng được, dùng thước lái. Còn vô lăng là vô lăng tiêu chuẩn như thế này luôn. Có thể là nắp được loại khác hay không thì cái đấy cũng còn tùy. Thì ở trên này là nó có cái bánh răng trụ xoay đây rồi, nó khớp với này cái vô lăng. Thì các bạn dùng các bạn muốn kết hợp với bộ công tắc hay là thêm cái gì nữa thì tùy. Ở đây mình giới thiệu những cái phần cơ bản như vậy thôi để cho các bạn xem. Mọi thắc mắc về sản phẩm hay là những cái thông số kỹ thuật khác ấy, thì các bạn xin lưu ý bên mình sẽ giải đáp thêm. Đấy, thì hôm nay giới thiệu cho các bạn như vậy, ba cái bộ như vậy. Thì các bạn cần lấy bộ nào thì các bạn là trích cái hình ảnh phía dưới sau đây thì mình sẽ để ra cho các bạn để các bạn dễ liên hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.